Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Chúc tất cả mọi người luôn luôn an toàn trong mùa dịch. Và cái bản tin này thì mình xin gửi đến tất cả các bạn một điều rất là quan trọng. Khi mà bà Nguyễn Phương Hằng vừa mới đây đã đưa ra một cái lập luận trong những điều khoản của ngân hàng, và một cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta, những người không thuộc chuyên môn về ngành ngân hàng, có thể là không để ý đến, và đó là cái tài khoản báo có. Vậy nội dung như thế nào thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình lắng nghe những gì bà Nguyễn Phương Hằng truyền đạt lại. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Tôi sẽ đưa quý vị qua rất nhiều cung bậc cảm xúc vào đêm nay với nhiều câu chuyện đã xảy ra trong suốt 6 tháng qua. Thì quý vị đã cảm ứng niềm tin cho tôi thì tôi bắt đầu vào câu chuyện. Kính thưa quý vị cũng biết là sau khi mà công văn Sĩ Tiên sao kê về thì ở trên mạng á, có rất nhiều bình luận và có rất nhiều cái cách soi của mọi người. Nha quý vị, cách soi của mọi người thì dành cho cái vấn đề mà Công Vinh với Thủy Tiên sao kê ha. Nhưng riêng tôi với một tư cách là CEO của công ty cổ phần Đại Nam, là bà tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, tôi xin nói về luật với Công Vinh Thủy Tiên và nói với tôi hy vọng rằng khi tôi nói như thế này sẽ có bên ngân hàng rất nhiều người làm ở ngân hàng nghe tôi nói về luật của ngân hàng, luật sao kê và những cái khuất tất, những cái thủ đoạn cần phải được làm rõ. Và tôi cũng mong rằng là công an kinh tế cũng đang ngồi đây nghe, và bên ngân hàng, kể cả những người đang trưởng thành và sắp trưởng thành, xem đây là một bài học kinh nghiệm trong vấn đề mà mình giao dịch với ngân hàng. Có khi chúng ta giao dịch ngân hàng mà chúng ta chưa đi sâu đi sát thì chúng ta không biết được những cái thủ đoạn, những góc khuất bên trong cần phải được làm rõ. Hôm nay tôi đại diện cho những người lương thiện, những người dân yêu người miền Trung, yêu đất nước, yêu quê hương, sẽ có một cuộc nói chuyện song phẳng, trước nhất là với Thị Thiên Công Vinh và sau đó là ngân hàng Vietcombank cũng như những cái ngân hàng đang hoạt động trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nói bằng luật chứ tôi không nói bằng cảm tính như là một số anh em YouTuber đã soi đủ kiểu, nhưng riêng CEO Nguyễn Phương Hằng tôi phải có những cái nét hết sức riêng để minh chứng cho quý vị thấy rằng là tôi là người hiểu biết chứ tôi không phải là loại không hiểu biết. Và đặc biệt một điều, khi tôi đã vào cuộc chơi thì chắc chắn là tôi phải chơi cho đẹp, cho sạch. Và sẵn đây thì tôi cũng chuyển lời đến với lại Công Vinh Thị Tiên và một nhóm nghệ sĩ mà tôi đã lôi ra, cũng như đồng bào, cộng đồng mạng trong và ngoài nước. 6 tháng nay tôi chiến đấu không vì bản thân tôi, vì gia đình của tôi, và đặc biệt là tiền lũ lụt, tiền quyên góp là một cái nghề từ thiện. Và câu chuyện bắt đầu từ đâu? Từ Hoài Linh đã lừa dối chúng ta và đặt cho chúng ta một dấu hỏi rất to lớn về nghệ sĩ, về nhân cách, về đạo đức. Thì quý vị cũng đã thấy rồi là Hoài Linh đã ói số tiền 15 tỷ mấy ra. Đó là chỉ là số tiền ban đầu thôi. Còn có nữa hay không thì chúng ta không được kết tội, chỉ có tòa án mới là nơi kết tội những con người đi quyên góp từ thiện. Và tôi sẽ đưa ra những cái thủ thuật để gọi là tôi phục vụ cái giấc mơ của tôi. Nha quý vị, và anh em nào làm YouTuber hãy lắng nghe Nguyễn Phương Hằng tôi nói, đây là những cái thủ thuật mà phục vụ cho giấc mơ của tôi. Hãy nghe cho rõ nha, đây là những cái thủ thuật mà giới nghệ sĩ đã áp dụng. Và chơi trong cái cuộc chơi này là chơi về cuộc chơi pháp lý, cho nên tôi không thể phát ngôn bậy bạ và tôi nói theo luật nha quý vị. Có thể hôm nay thì quý vị sẽ nghe ra, quý vị sẽ hiểu ra được rất là nhiều cái câu chuyện về thủ thuật của ngân hàng. Và ngân hàng thì họ có những cái quy định, những cái nguyên tắc mà có khi chúng ta giao dịch chúng ta không có quan tâm, là bởi vì nếu mà nói về giao dịch ngân hàng thì tôi đã có 20 mấy năm để tôi hiểu được cái giá trị của ngân hàng dành cho chúng ta và cái giá trị của cái người giao dịch với ngân hàng. Tôi nói phân đôi, bởi vì có đôi khi chúng ta giao dịch chúng ta chỉ hiểu là gửi ra gửi vô, gửi ra gửi vô, hoặc là chuyển đi chuyển về, chứ chúng ta chưa hiểu hết được những cái nội quy, những cái góc khuất trong ngân hàng mà chúng ta cần phải hiểu. Đầu tiên thì tôi sẽ nói về vấn đề cái nguồn vô của một tài khoản nha quý vị. Còn có nhiều tài khoản, tôi đơn cử một tài khoản là bằng cái công văn mùa mà của Vietcombank đã đưa cho Thị Tiên. Thì đây là một cái đưa đây cho chị bằng một cái công văn nha quý vị. Tôi chỉ đơn cử một cái công văn thôi. Thì tôi sẽ đọc cho quý vị nghe là Vietcombank hoàn toàn chính xác
và cực kỳ là chính xác với số tiền là 177 tỷ. Quý vị nghe cho rõ và anh em YouTuber nghe cho rõ. Sau khi tôi phân tích xong, tôi sẽ up lên cho quý vị lưu về và quý vị sẽ nghiên cứu. Thì như thế này là quý vị, Vietcombank đã gửi một cái thông báo kính gửi bà Trần Thị Mỹ Tiên. Lời đầu tiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Sài Gòn gồm Vietcombank Nam Sài Gòn xin gửi lời cảm ơn đến quý khách đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Vietcombank trong thời gian vừa qua. Theo yêu cầu của quý khách, ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc xác nhận trạng thái và tổng số tiền phát sinh đối với tài khoản 746 đuôi. Và ngày 13 tháng 10 2020 đến nay, Vietcombank Nam Sài Gòn xác nhận thông tin tài khoản, cái số đuôi của nó là 746 nha quý vị. Tên tài khoản là Trần Thị Thủy Tiên tại ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn, trong trạng thái tạm khóa báo có khi vào tài khoản từ 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020 đến thời điểm hiện tại. Tổng số tiền báo có vào tài khoản từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 11 năm 2020 là 177 tỷ 520 triệu 497.816 ngàn Việt Nam đồng. Nhớ quý vị, là số tiền ghi nợ tài khoản từ ngày 13 tháng 10 đến 21 tháng 10 là số tiền đó, và coi như là cái tài khoản được giám đốc Hà Văn Bình ký. Con up cái này lên cho mọi người. Đây là một cái công văn, một cái thông báo của ngân hàng gửi đến cho Thị Thiên. Tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe. Thì từ cái văn bản này, cái tờ của cô, cái tờ mà cô phân tích, tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe thì quý vị sẽ hiểu được, đây là quý vị. Thì cái này á là tôi nói quý vị nghe như thế này. Quý vị nào và anh em làm YouTube á, hãy lắng nghe giùm cho tôi. Đây là gì? Đây là một thủ thuật mà không phải ai cũng biết. Có nghĩa là đối với tôi, cái tờ Vietcombank này hoàn toàn chính xác 100%. Nhưng tôi sẽ nói cái lỗ hổng và cái thủ thuật của những con người mà tôi đã cùng với quý vị đặt một dấu hỏi rất là to lớn và biến giấc mơ của tôi có thật hay không. Thì tôi sẽ phân tích cho quý vị thế này, là Thủy Tiên có 20 ngày để quyên góp cái số tiền có được là 177 tỷ. Thì quý vị thấy rồi ha. Thì bây giờ tôi sẽ định nghĩa cho quý vị tại sao tôi dám nói với quý vị rằng là tôi biến cái câu chuyện này là thành giấc mơ của tôi. Thì kính thưa quý vị, tôi đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Công Vinh với Thị Tề và Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh và những người tôi réo gọi tên á, tôi đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nha quý vị. Và tôi hôm nay tôi mạo muội được dùng luật của ngân hàng để nói chuyện với những con người này, và chúng ta phải yêu cầu làm cho rõ. Bởi vì sao? Ở đây tôi không có soi mói những cái chuyện đơn giản như thế này. Thì cái gọi là một ngày, trong 20 ngày mà Thủy Tiên quyên góp được 177 tỷ 520 triệu 497 ngàn 816 đồng, và trong cái trạng thái tài khoản tạm khóa báo có, thì tôi sẽ định nghĩa cho quý vị tài khoản tạm khóa báo có nó như thế nào. Nhưng quý vị hãy nghe cho kỹ và tôi sẽ lặp đi lặp lại để cho quý vị hiểu được cái thủ thuật mà chúng ta có một lần để bùng nổ tất cả những gì gọi là thật nhất nha quý vị. Đây, tôi xin giải thích về việc tạm khóa tài khoản báo có vào tài khoản. Đầu tiên, chúng ta hiểu khái niệm tạm khóa báo có là gì? Tạm khóa báo có là điều được hiểu như thế nào? Đúng không quý vị? Rồi, thứ nhất, tạm khóa báo có không phải là đóng tài khoản. Thứ hai, tạm khóa báo có chỉ là một hình thức tạm thời kích hoạt chức năng ghi có vào tài khoản của khách hàng tại ngân hàng khách hàng mở tài khoản. Hiểu đơn giản là hiện tại tạm thời chưa cho báo có, chưa cho chứ không phải là không cho. Ok, tiền đổ vào tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của khách hàng, chỗ này là cần làm rõ. Thứ ba, tạm khóa báo có là tạm thời chỉ có tác dụng tại ngân hàng khách hàng mở tài khoản giao dịch. Cái thứ tư, quý vị nghe chỗ này là quan trọng nha quý vị,
Tài khoản báo có không có tác dụng đối với hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng. Xích tắt hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 các hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng khác. Cái này là cái quan trọng thủ thuật nha quý vị, qua mặt được hết. Rồi tôi nói tiếp cho quý vị nghe nè. Cái điều thứ 5, tài khoản báo có thì tiền vẫn đổ về ngân hàng mà khách hàng mở tài khoản. Quý vị nghe cho kỹ nha quý vị. Thứ 6, tạm khóa báo có nghĩa là chỉ kích hoạt một chức năng chưa ghi có vào tài khoản của khách hàng trong thời gian tạm khóa báo có, nhưng khách hàng vẫn thực hiện được giao dịch khác như chuyển tiền, rút tiền và thanh toán. Quý vị nghe cho rõ chỗ này nha quý vị. Thứ 7, tạm khóa báo có chỉ được thực hiện khi người mở tài khoản có văn bản gửi đến ngân hàng phục vụ mình thực hiện. Vì lý do nào đó khách hàng muốn được kiểm soát dòng tiền đổ vào tài khoản của mình có phù hợp hay không trước khi cho dòng tiền đổ vào. Thì đây, Thủy Tiên và công Vinh chơi cái trò này đây nè quý vị. Tạm khóa báo có nhưng tiền vẫn đổ vào, vẫn giao dịch vẫn bình thường nha quý vị. Tôi sẽ đưa tiếp quý vị đây nè. Thứ 8, chức năng tạm khóa báo có chỉ được hủy khi có văn bản của khách hàng gửi đến ngân hàng mình mở tài khoản yêu cầu. Hủy chức năng tạm khóa đây là lúc các vấn đề hậu gỡ tạm khóa báo có cần được giải quyết. Đó là nếu trong quá trình tạm khóa báo có mà có phát sinh các khoản tiền chuyển đến từ tài khoản của khách hàng thì ngân hàng sẽ xin ý kiến khách hàng về việc xử lý các khoản treo trên hệ thống từ ngày tạm khóa báo có. Nếu khách hàng đồng ý cho chuyển tất cả những khoản tạm treo chờ báo có trước đó vào tài khoản thì tất cả khoản tiền tạm treo cho chờ lệnh của khách hàng sẽ lần lượt báo có vào tài khoản và khách hàng ngay và luôn. Điều khách hàng yêu cầu ngân hàng chuyển trả lại các khoản tiền tạm treo chờ báo có thì ngân hàng sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Như vậy qua đây chúng ta có thể hiểu tạm khóa báo có thì dòng tiền từ các hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng vẫn đổ về ngân hàng khách hàng mở tài khoản bình thường nếu khách hàng không có yêu cầu khác. Từ những yếu tố trên chúng ta dẫn dắt vào câu chuyện của tạm khóa báo có của Thủy Tiên, Công Vinh như thế nào? Một mặt Thủy Tiên yêu cầu tạm khóa báo có. Một mặt Thủy Tiên yêu cầu ngân hàng giữ hộ là tạm treo tất cả những số tiền đã được treo lơ lửng ra trên nha quý vị. Một mặt Thủy Tiên tạm treo các khoản tiền chuyển đến trong khoảng thời gian tạm khóa báo có chờ lệnh của Thủy Tiên. Vậy điều chúng ta quan tâm lúc này là tới thời điểm hiện tại Thủy Tiên đã yêu cầu ngân hàng gỡ lệnh tạm khóa báo có chưa ha? Nếu ngân hàng gỡ báo lệnh tạm khóa báo có rồi thì phải có văn bản của ngân hàng xác nhận trong thời gian tạm khóa báo có không có hạn khoản tiền nào chuyển về tài khoản của Thủy Tiên đang được tạm treo tại ngân hàng. Nếu ngân hàng gỡ lệnh tạm khóa báo có rồi mà có phát sinh các khoản tiền chuyển tiếp theo thì ngân hàng đã thực hiện chuyển trả cho người một chuyển 100% chưa, hay đã đổ 100% khoản tiền tạm treo chờ xử lý vào tài khoản của Thủy Tiên rồi? Nếu theo sao kê, nếu nêu câu chuyện sao kê lúc này đã khác nha quý vị, đã khác. Khi phát sinh yếu tố tạm khóa báo có theo xác nhận của ngân hàng Vietcombank ngày 23 tháng 11, vì tài khoản nó tạm khóa báo có thì sao kê làm sao mà thấy được đó, cho nên cái hoàn toàn cái công văn của ngân hàng là chính xác nha quý vị đó. Nên lúc này Thủy Tiên nên yêu cầu ngân hàng mở tài khoản làm rõ vấn đề này là khóa rồi phải mở nha quý vị. Có tới cái thời điểm khóa là ngân hàng xác nhận Thủy Tiên có 177 tỷ là chính xác. Và đây là gì? Đây là một cái trò thủ thuật. Và bây giờ chúng ta phải yêu cầu mở ra. Đây tôi đọc tiếp cho quý vị nghe nè. Tài khoản đã tạm khóa, ghi có nên Thủy Tiên có yêu cầu sao kê đến tháng 2, 2011 thì tài khoản không phát sinh là chính xác. Vì đã tạm khóa báo có thì sao kê sau khi thời gian tạm khóa báo có là vô lý. Vì tiền lúc này không thể đổ vào tài khoản khách hàng được, tiền chỉ đổ vào tài khoản của Thủy Tiên khi Thủy Tiên yêu cầu ngân hàng gỡ lệnh khóa báo có để dòng tiền phát sinh trong thời gian tạm khóa báo có đó đổ vào tài khoản mới biết được. Vậy là tại thời điểm này chúng ta cần một xác nhận của ngân hàng về việc trạng thái tài khoản của Thủy Tiên đã được báo có vào tài khoản chưa. Cái này quan trọng nha quý vị. Thì sau khi gỡ báo có chúng ta sao kê mới thấy có phát sinh, chứ nếu Thủy Tiên không cung cấp được xác nhận của ngân hàng về việc tài khoản của mình đã được báo có thì yêu cầu ngân hàng sao kê bao nhiêu năm thì cũng kết thúc không có phát sinh.
Như vậy, số tiền Mạnh Thường Quân chuyển vào vẫn có thể được treo trên hệ thống của ngân hàng và Thủy Tiên vẫn là người sở hữu hợp pháp khoản tiền này. Có nghĩa là sau khi kết thúc cái khoản mà ngân hàng đã xác nhận cho Thủy Tiên 177 tỷ còn lại là Thủy Tiên hoàn toàn có quyền hợp pháp, thì Thủy Tiên tung cái giấy đó ra để gì? Để phủ đầu chúng ta. Nhưng quên một điều rằng luật của ngân hàng tôi nắm rất rõ nha quý vị. Để làm rõ vấn đề này, cái đó là cái cách thủ thuật, thủ đoạn của những con người mà biết cách gọi là ém tiền trên không gian đó quý vị. Để làm rõ vấn đề này, Thủy Tiên cần yêu cầu ngân hàng phục vụ mình có văn bản xác nhận về việc trạng thái hiện tại của tài khoản của Thủy Tiên có hạn chế gì không, và trong thời gian tạm khóa báo có phát sinh dòng tiền chuyển đến tạm treo hay không. Nếu có thì sẽ xử lý như thế nào? Ngân hàng có quyền đơn phương hoàn trả số tiền chuyển đến trong thời gian tài khoản của Thủy Tiên tạm khóa hay không? Hay phải thực hiện theo yêu cầu theo lệnh của Thủy Tiên? Cần làm rõ hơn vấn đề này vì câu chuyện lúc này đã đi quá xa với câu chuyện sao kê, vì đã xuất hiện hiện tượng đánh tráo khái niệm nhưng bản chất thì chưa rõ. Không biết là quý vị có hiểu ý không chứ? Thì bây giờ như thế này nè quý vị. Quý vị hãy cùng với tôi thử một lần. Chúng ta cũng tạm treo hoặc là tạm khóa báo có một cái tài khoản của mình và yêu cầu một người nào đó chuyển vào thì mãi mãi tiền của chúng ta nằm ở trên tài khoản treo. Chờ lệnh của chúng ta thì tiền mới rớt xuống. Có nghĩa là sau khi Thủy Tiên với Công Vinh sao kê 177 tỷ rồi thì cái số tiền còn lại chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng biết thôi. Và bây giờ cái gì quan trọng nhất? Hai cái yêu cầu này thì quý vị hãy trải nghiệm những gì mà tôi đã chia sẻ với quý vị, nhất là những người làm trong ngân hàng phải biết rõ chuyện này. Chúng ta có thể ém tiền ở trên một khoản không là tiền treo đó quý vị, và kể cả không bao giờ ai biết được trừ mình và ngân hàng đó. Cho nên gọi là tiền trên không gian, tiền treo đó quý vị. Cho nên là sau đó em ấm rồi thì mở ra là tiền nó rơi tự do vào tài khoản và toàn quyền sử dụng. Thì vậy thì ở đây tôi hỏi rằng là Công Vinh với Thủy Tiên làm tới đây đủ chưa? Và bây giờ chúng ta phải có một cái bổn phận là minh bạch giấy xác nhận tháo gỡ báo có để thực hiện chưa? Nếu chưa thì chứng minh minh bạch, còn nếu đã tháo gỡ thì sao kê số dư sau khi yêu cầu báo khóa có. Điều này rất là hợp pháp. Vậy thì trong 20 ngày Thủy Tiên sao kê ra được 177 tỷ trong 20 ngày sau đó khóa lại, chuyển ra một tài khoản khác. Và quý vị cũng biết rằng là nếu một người tử tế thì phải sao kê toàn bộ. Bây giờ Thủy Tiên và Công Vinh phải có một cái công văn mở tài khoản đó ra. Chứ cái này là chỉ khóa thôi nha quý vị, tạm thời khóa thôi chứ chưa có mở. Và tôi nói đây, tôi mở đường luôn cho công an, kinh tế và kể cả những người chưa trải nghiệm ngân hàng phải hiểu một điều là chúng ta hoàn toàn hợp pháp và ngân hàng hoàn toàn hợp pháp, kể cả Thủy Tiên cũng hoàn toàn hợp pháp. Để chi? Để qua mặt những người chưa có trải nghiệm về ngân hàng, sau đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần Thủy Tiên tháo bỏ cái mà tạm khóa báo có thì tiền nó rơi tự do vào thì tha hồ mà sử dụng. Đó là giấc mơ của tôi. Không biết là quý vị đã hiểu chưa. Và cái quan trọng nhất như thế này quý vị, trong 20 ngày Thủy Tiên được coi như là tôi chỉ nói đầu vào thôi là 177 tỷ. Vậy thì trong mỗi ngày Thủy Tiên có thể sao kê minh bạch từng ngày một cho cộng đồng mạng được nhìn thấy cái giá trị thực của nó và dò xem tên mình có trong cái phục vụ mà đi từ thiện ở miền Trung hay không. Thì chỉ có 20 ngày, thì trong 20 ngày đó Thủy Tiên sau cái từng ngày một hoặc là 2 ngày trong một ngày thì nó minh bạch, và cái số còn lại chúng ta dễ phát hiện ra là có tên mình trong cái bảng sao kê đó hay không. Đây là gì quý vị? Đây là một cái trò thủ thuật đó. Cho nên cái mà ngân hàng xác nhận này nó chỉ là tạm thời thôi, nó khóa chứ nó chưa có mở. Và cái mở tiền rơi tự do đó thì đó mới là minh bạch sáng tỏ. Tôi đang nói bằng luật của ngân hàng và tôi muốn cho quý vị thấy rằng là tiền được treo trên không gian chỉ có Tiên biết, ngân hàng biết, và sau đó Tiên hoàn toàn hợp pháp với cái số tiền này để làm gì thì làm. Còn cái phần trên là đánh tráo khái niệm và đánh lừa chúng ta tạm khóa tài khoản, tạm khóa báo có chứ không phải là tạm khóa, và tất cả tiền vào là đều chính xác hết. Cho nên ở đây tôi nói ra
là tôi nói theo luật của ngân hàng, và một ngày Thủy Tiên quyên góp hơn 9 tỷ đồng, và bỗng nhiên khóa tài khoản tạm khóa báo có, thì cái phía đằng sau đó hãy mở ra đi. Và nếu không á, thì chúng ta phải đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, chỉ cần thủ trưởng có một đơn vị thôi gửi công văn đến ngân hàng đề nghị sao kê toàn bộ tài sản, tài khoản của Thủy Tiên. Sau khi đóng tài khoản báo có thì con số còn lại mới là giấc mơ của tôi nha quý vị. Và đây là gì? Đây là cái trò thủ thuật mà tụi nó đã làm với chúng ta. Cho nên tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi nha quý vị. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Cho nên đừng có đánh phủ đầu là thưa kiện chúng tôi. Thưa chúng tôi đang chờ đây. Và bây giờ không cần thưa chúng tôi, mà hãy nhờ ngân hàng, nếu đã tuồn hết tiền đi rồi thì ngân hàng phải cung cấp một cái giấy báo có cho Thủy Tiên số tiền đó như thế nào. Còn nếu chưa thì phải mở cái tiền trên không gian đó ra. Và tất cả những gì tôi nói là tất cả những người đang làm ngân hàng phải biết rằng tôi nói bằng luật của ngân hàng. Cho nên có những khoản tiền chúng ta được cất giữ trên không gian, không cần phải mang xuống dưới. Có những người họ ém tiền 5 năm, 10 năm, 20 năm, tiền trong não của họ không cần phải thể hiện bằng tiền mặt hay là bằng một cái xác nhận nào cả. Có cả, nhưng trong não người ta biết rằng là tiền đang nằm trên không gian. Trừ khi được mở ra thì tiền đó sẽ tuôn xuống tự do và tuôn đúng cái tài khoản mà chúng ta đã chuyển. Cho nên ở đây là gì? Đây là một sự đánh tráo khái niệm. Cho nên cái sao kê này chưa nói lên được điều gì cả. Cho nên tôi đã nói qua bên chỗ Trung Ngân Vlog á, chưa có giá trị gì cả. Tới đây chưa nói lên điều gì cả. Và chúng ta phải cần làm rõ, rất rõ, rất rõ về những khoản sau này. Khi mà tài khoản báo khóa phải được mở ra minh bạch thì cái phần còn lại đến ngày hôm nay, hoặc là ngân hàng phải xác nhận rằng sau khi mà đóng tài khoản báo khóa, báo có với tài khoản mà báo khóa, hai cái thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian rất là bao la, tha hồ mà tiền treo và rơi tự do. Sau khi coi như là đã đưa cho chúng ta một cái văn bản xác nhận của ngân hàng là tài khoản báo khóa có. Quý vị thấy không? Thủ thuật và cao thủ không quý vị?